có phải thích ăn bánh gai không? Cái này chắc là một trong những người anh em đã từng chiến đấu với mình trong trong cái thời kỳ đi hội thao báo chuyền của trong quân đội đấy. Là chắc người anh em này là cùng đội với mình, nhưng mà nhìn vào trong ảnh thì chẳng biết ai, thấy có mỗi mấy đứa con nít. Mình nghĩ là chắc là có anh rồi, chắc có gia đình anh nào ấy. Đấy. Kiểu là trong thời đi đi hội thao ấy là mình hay hay ăn bánh gai. Nhưng mà một ngày chắc phải ăn được xem nào. Một ngày chắc phải ăn được chục cái. Chục cái bánh gai. Bánh gai trong căng tin ấy, bởi vì là căng tin cũng chẳng có gì ngoài bánh gai. Bim bim mấy cái đấy là không ngon. Có mua bánh gai không, là cứ ngày chục cái chục cái. Là bảo thích ăn bánh gai không, chuẩn luôn. Ok. Sáng mới ai muốn đập. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.